Cái là Chúa đã cho em con, cho tất cả mẹ rất nhiều vì lại cùng tất cả anh chị em con để rồi chúng con được học hỏi lời của Chúa, ngợi khen Ngài và em con trung tín trong việc gọi là đốt cái sự là bài tỏ của Đức Thánh Linh trên đời sống con mỗi ngày để rồi lời của Chúa được in sâu vào trong lòng con, trên thịt của chúng con để chúng con phát triển tất cả những cái bộ phận của Đấng Christ trên đời sống của mình một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất. Cũng cảm ơn rất nhiều. Con cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Rồi, chúng ta cùng hát bài. Cười lòng sâu thâm hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này, nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời cầu tha thiết với cha tình yêu. Lạy Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban sông tươi mát chung con, đưa linh chúng con đến với cha. Hỡi Chúa, Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhân đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thâm con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này, nguyện thân Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời cầu tha thiết với cha tình yêu. Lạy Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nước sông tươi mát chung con, đưa linh chúng con đến với cha. Lạy Chúa, xin Chúa khiến cho mọi lòng hiệp nhân đến với Chúa với tâm lòng vỡ tan, Chúa với tâm lòng biết ơn. Biết ơn. Amen. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trên tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đã khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đã khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài làm đã khát tâm lòng đang khát khao. Amen. Amen. Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 2, câu 1 tới câu 11. Vậy hỡi người kia, ngươi là ai? Mặc lòng, hễ đón xét kẻ khác thì không thể chữa mình được. Vì trong khi ngươi đón xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa. Bởi ngươi đón xét họ và cũng làm các việc như họ. Và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ái mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh rẻ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem người đến sự ăn năn sao?
Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn, thì tự chất chứa trong mình sự giận về ngài thịnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Là đứng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng thể chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thịnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác, trước cho người Juda, sau cho người Gret. Nhưng vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho mọi người làm lành, trước cho người Juda, sau cho người Gret. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Amen và ơn Chúa. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho gia đình hôn nhân. Ở trong thân đoạn Kinh Thánh Roma, Chúa dạy chúng ta là không có đoán xét ai khi mà chính chúng ta hoặc là cũng đang mắc những cái điều đó. Và chúng ta biết là sự đoán xét nó chỉ dành cho là những người trưởng thành thôi. Nhưng mà chúng ta không phải đoán xét con người, chúng ta đoán xét công việc và đoán xét cái con người cũ của họ. Đoán xét, phán xét. Nhưng mà trước khi gọi là mình phán xét người khác thì mình phải coi lại chính mình. Gọi là mình phán xét điều gì đó thì mình cũng phải xét lấy mình trước đó. Vì cảm Chúa, vì khi mà Chúa cho chúng ta thấy gọi là những cái điều sai đó thì Chúa cũng nhắc nhở chúng ta để cũng cáo trách chúng ta. Bây giờ trong lòng chúng ta trước nhất là trong chúng ta đó, chúng ta phải nhìn mình trước, sau đó chúng ta mới có thể nhìn khác được. Cảm Chúa thì khi mà chúng ta làm sai với ý muốn của Chúa thì chúng ta phải ăn năn ngay thôi, còn không thì chúng ta phải sửa đổi ngay, phải đập nát cái con người cũ đó, mặc lấy cái con người mới. Và khi mà lấy con người mới thì chúng ta sẽ nhận lấy được cái sự bày tỏ cũng như những cái thức ăn mới cho đời sống của mình. Còn khi mà chúng ta cứ sống theo con người cũ thì tất nhiên chúng ta sẽ cứ ăn uống những cái điều cũ kỹ, khiến cho con người cũ nó ngày càng gọi là nó gian dâm tà dâm với các lậu quỷ, sinh ra đủ thứ xấu xa trong đời sống là sự hận nộ không khó giáng cho một người ác, trước cho người Giuđa, sau cho người Rác. Nhưng vinh hiển tôn trọng cùng sự bình an cho người làm lành, trước cho người Giuđa, sau cho người Rác. Vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai đâu. Cảm Chúa. Thì tất cả những điều gì mà Chúa đã làm cho dân Israel thì Ngài cũng làm cho hội thánh của Ngài. Thì chúng ta biết khi mà chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta mặc lấy con người mới. Sống đời sống giống như Đấng Christ mong muốn thì chúng ta sẽ có được những sự tôn trọng, sự bình an. Cảm Chúa. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho gia đình hôn nhân. Thì ta cầu nguyện để trong gia đình hôn nhân chúng ta là những người mà gọi là chỉ sửa lẫn nhau á. Trong hôn nhân thì vợ chồng lấy sự mềm mại mà học khích lệ nâng đỡ lẫn nhau để trưởng thành, để học hỏi lời của Chúa, để mặc lấy con người mới. Và khi chúng ta làm gì đó gọi là để thống nhất hai người những quan điểm với nhau đó, thì chúng ta cần phải gọi là nhìn biết cách bóc tách, chứ không gọi là thấy cái điều sai trong vợ chồng rồi chúng ta lại gọi là mà trở nên buồn phiền. Nhưng ta biết đó là cái con người cũ và chúng ta phải yêu thì yêu cái con người mới của họ, chứ không có yêu cái con người cũ. Có nhiều người người ta lệch lạc, người ta không hiểu, người ta cứ kêu khi yêu là yêu luôn cả cái xấu, là
Thì điều đó vui. Dạ. Thì chúng ta biết là cái sáu đó không phải là họ, nhưng mà là cái con người cũ của họ, chúng ta yêu cái con người đó, chứ không phải là cái sáu của người đó. Nhưng mà người ta đánh đồng hết luôn thì vậy nguy hiểm. Từ thì không là những điều sai thì nó không thể nói là tách nó ra trong sạch trong cái mối quan hệ, là cái mối quan hệ giữa người với người. Thì chúng ta rất là rõ ràng, cảm chú chúng ta có công nghệ. Alo. Alo. Em đang nghe. Xong đó. Anh em, còn trong gia đình thì chúng ta trong gia đình thì chúng ta phải gọi là không có phải có sự tôn trọng lẫn nhau, phải cả người trên tôn trọng người trên, cả người dưới, cả người ngang với mình, để mình không có gọi là chúng ta đều biết mỗi trong người chúng ta đều có cái con người cũ ấy, chúng ta phải phán xét con người cũ đó, và cũng phán xét trước tiên, phán xét chính bản thân mình trước để sửa mình. Thì tất cả những điều mà chúng ta làm gọi là chúng ta sống theo là sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta sẽ được sự công bình, bình an, sự tôn trọng nhé, tôn trọng bình an. Thì tôn trọng là ai cũng muốn hết. Thì đó, chúng ta khi mà chúng ta sống và đi theo những gì mà Chúa dạy, chúng ta chắc chắn sẽ có được sự tôn trọng và sự bình an nữa. Vì người công bình sống ở đức tin mà, khi chúng ta gọi là sống không thấy mình làm điều gọi là chúng ta sống đúng thì chúng ta cũng thấy rất là bình an. Còn khi mà chúng ta làm điều sai hay cái điều gì đó nó cũng mơ hồ không rõ ràng thì khi đó chúng ta sẽ dễ cảm thấy bối rối, không có bình an trong lòng. Cảm Chúa. Một sự em cầu nguyện. Cái này Chúa đã chờ em con, chờ em cảm ơn rất nhiều vì ngài cùng với tất cả anh chị em con, cảm ơn rất nhiều vì ngài dạy dỗ con qua lời của ngài, qua đoạn thánh Roma cha, mà cho con biết rằng chúng con là con cái của ngài cha. Ở trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình cha, chúng con không phải là những người mà tự xét lấy chính mình trước trời, để trước khi mà chúng con gọi là nâng đỡ khích lệ hay dạy dỗ hay là đưa ra những lời nhận xét với người khác cha, thì chúng con cần phải học hiểu được cách bóc tách giữa công việc và con người cha, giữa cái con người cũ con người mới chơi để rồi chúng con đập nát cái con người mới, công việc của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt cha. Và chúng con phải nâng đỡ, chúng con phải khiến cho những người anh chị em của con ngày càng có được cái cơ nghiệp chính là ngài cha, để họ mặc lấy bản tính của ngài, mặc lấy chính Đấng Christ trên đời sống của mình cha, để được thành hình tất cả những bộ phận của Đấng Christ trên đời sống mình một cách hoàn hảo nhất cha. Con cảm ơn ngài rất nhiều, xin ngài cùng với tất cả các hôn nhân của các cô chú con sẽ để đầu chúng con là những người mà gọi là nhận được những sự ban cho của Chúa, nhận được những sự dạy dỗ của ngài, và chúng con sẽ gọi là đem cái sự điều gọi là những cái điều học giống tốt đẹp này trong chính đời sống con, gia đình con và cho những con người xung quanh cha. Con cảm ơn rất nhiều. Con cầu nguyện cho tất cả các gia đình, tất cả các hôn nhân của cô chú con sẽ con cầu nguyện cho chúng con biết rằng trong hôn nhân chúng con luôn biết là hôn nhân ngài đặc biệt chúng con trên đất này, để cho ông con biết về cái hôn nhân đời đời cha,
đó là chú Suric và thánh của ngài Sơn. Ô và trong cõi đời đời chúng con học biết cái mối quan hệ giữa chúng con với đấng Christ cha. Ô để và trên đất này con phải thực hành trước trong mối quan hệ đó trong vợ chồng cha. Ô để đầu khi mà chúng con vào trong cõi đời đời thì con đã được Chúa dạy dỗ chúng con biết phải làm như thế nào cha. Chúng con biết phải có gọi là mối quan hệ, có thái độ như thế nào đó với chính ngài cha. Ô để khi đó chúng con ngày càng được gần ngài nhiều hơn, thì biết được những cái điều mà ngài dạy dỗ con cha. Ô cảm ơn ngài rất nhiều, cảm xin ngài giúp đỡ chúng con để chúng con tiếp tục bày tỏ, chúng con được ngài bày tỏ về những cái sự dạy dỗ về cái trường học về hôn nhân ở trong gia đình của con, để rồi chúng con phát triển nó, ô chúng con làm cho nó ngày càng vững bền cha, nó ngày càng được rõ ràng hơn. Ô chúng con học về sự trung thủy, chúng con học về cái sự nâng đỡ lẫn nhau, chúng con học về sự gọi là biết lắng nghe, biết vâng phục gọi là trong thẩm quyền. Ô người vợ phải luôn vâng phục người chồng cha. Ô như hậu thánh luôn vâng phục đấng Christ. Ô và đấng Christ gọi là hy sinh chính mình cho thánh của ngài, thì người chồng cũng biết hy sinh chính mình cho người vợ của mình cha. Ô để đâu hai người cùng trở nên một thịt cha. Ô cảm ơn Giê-xu con, ô xin ngài giúp đỡ con để cho mối quan hệ của con cũng ngày càng phải tiến lên, không chỉ chúng con là con của ngài cha, chúng con là vợ của ngài để chơi, là chúng con những người hiểu biết gọi là ăn ở nằm ngủ chung với ngài cha, để sinh ra ôi những cái đứa con, sinh ra những cái dân các nước sẽ sinh ra được những cái một vụ để làm mở rộng ra vương quốc của nước trời ở dưới đất này sẽ ôn cảm ơn rất nhiều. Ô con cầu nguyện cho những người trong gia đình của con sẽ để đầu trong gia đình con, chúng con được ngài dạy dỗ chúng con biết yêu thương ôi những con người gặp chúng con nhắc cha. Ôi sau đó thì chúng con mới học được cách yêu thương những con người mà xa lạ của chúng con cha. Ôi cầu xin ngài giúp chúng con để đầu chúng con luôn bày tỏ, luôn nhường nhịn, luôn mặc lấy những cái sự bản tính của Chúa để thể hiện cái đức tính của ngài trong gia đình của mình cha, để chúng con yêu tất cả những người anh chị em con chúng con bày và chúng con nâng đỡ các hậu thai cho họ cha, để đầu khiến cho họ cũng ngày càng nhận biết về đấng Christ trên đời sống của mình cha. Ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con. Ô con cũng cũng dặn tất cả anh chị em con để cho ngài cha, để ngài hướng dẫn cảm ngài con cầu nguyện cho Đức Chúa Soris. Amen. 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 Tạm chúa, cảm ơn chị em. Tạm chúa. Chị cũng ngài cầu nguyện. Alo. Dạ dạ. Nghe toàn quá. Dạ thì nay cầu nguyện cho chị hôn nhân gia đình của lời dạy của ngài hôm nay là không được phán xét người khác, là không được phán xét con người và cá thể con người những gì mà Chúa đã dạy dỗ mình là mục tiêu của mình. Ngươi muốn làm điều gì, ngươi muốn người khác làm điều gì cho mình thì hãy làm điều đó cho họ. Khi mình phán xét người khác thì cái mình sẽ tự nhiên mình sẽ kích hoạt luật pháp của Chúa, là tự mình trước lấy sự phán xét của Chúa vào trong đời sống của mình, nên là mình không được phán xét con người, nhưng mà mình được. Có nghe thấy những lời chỉ đạo được không? Alo ạ, mục sư nghe rõ không ạ? Sợ đó cả. Thì mình được Chúa ban cho quyền phán xét của lỗi. Như Chúa Giêsu là trên thế gian cũng không phán xét con người, mà ngài phán xét công việc gian ác của con người, để cho sự phán xét như thế là công bình, sự phán xét như thế là đẹp ý của Chúa. Phán xét những cái sự gian ác thì như là mình đuổi cái sự gian ác, mình ghét cái sự gian ác và mình hợp với ý muốn của Chúa, nên là mình phải ghét những điều gian ác. Không, cho mấy cái đó mà còn kia chỗ. Thì để mà tránh khỏi sự không phán xét thì mình phải nhìn vào học lời Chúa nhiều, và mình phải nhìn vào đời sống của chính mình. Mình phải kiểm tra chính mình, từ mình, tất cả mọi thứ mình phải từ đời sống của mình,
lòng đầy dẫy niệm phát ra, mình phải làm việc với tấm lòng của mình rất là nhiều. À, thì mình sẽ luôn luôn biết rằng trong mỗi người có cái điều tốt để mình ấy yêu, chứ không có nhìn vào cái điều ấy cả, họ cũng như mình cả, Chúa ở trong họ cũng như Chúa ở trong mình. Nếu mà họ mà cái phần của họ mà chưa phát triển về mặt về lời Chúa, thì mình có thể cầu nguyện với Chúa và giúp họ cùng nhau phát triển lời của Chúa trong đời sống của họ, để cho họ tăng trưởng nhận biết Chúa nhiều hơn. Mình phải học cách yêu thương như mục sư của mình cũng đã cho mình biết rằng là mình phải yêu rất là nhiều, mình phải rèn tập yêu rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như kiểu mình ghét ai, mình mà cảm thấy không hợp ai đó, thì mình phải cầu nguyện thật nhiều để mình yêu được những cái người mà họ ấy với mình, thì yêu được những cái người mà họ ghét mình thì mới là tình yêu. Chỉ có tình yêu thôi ạ. Tình yêu thì mới thắng được cái sự phán xét người khác, xét đoán người khác. Cảm tạ ơn Chúa. Xin dâng lời cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con những giá trị tuyệt vời trong hôn nhân, Chúa ạ. Chúng con tin rằng, Chúa ạ, giá trị hôn nhân mà Chúa ban cho đời sống của chúng con sẽ sản sinh ra đống tuyết, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cầu nguyện, Chúa ạ, giá trị hôn nhân của Ngài trong đời sống của mỗi mục sư của chúng con, của các chú, các cô, của chúng con, đời sống của chúng con trong hội thánh trời thương của Chúa được tăng trưởng nhiều hơn nữa, Chúa ạ. Chúng con muốn sinh ra những sự thương xót của Ngài, những sự nhân từ của Ngài cho nhiều người nữa, Chúa ạ, cho nhiều người, Chúa ạ, cho nhiều người và nhiều các tạo vật của Ngài nữa, Chúa ạ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài, chúng con trông mong Ngài, Chúa ạ. Từ sáng sớm đến trưa ban chiều vậy, Chúa ạ, luôn trông mong Chúa. Ôi Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì con cầu nguyện cho trong danh Chúa Giêsu, Chúa ạ, con đập nát các cái sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo và tất cả những cái dạy dỗ của trên đất nước Việt Nam của chúng con về cái giá trị hôn nhân. Họ làm theo con người cũ, họ làm theo cái Babylon của họ, Chúa ạ. Họ cho phép những cái cưới gả mà không theo nguyên tắc trật tự của Ngài, Chúa ạ. Trong danh Chúa Giêsu, tất cả những cái điều dạy giáo lý giả dối đó, chúng con đốt sạch hết, chúng con gom vào một đống vào lửa của Ngài, Chúa ạ, và đốt sạch nó trong con sạch hết tất cả những gì nói ra, Chúa ạ. Con cảm tạ Ngài rất là nhiều và con cầu nguyện, Chúa ạ, cho giá trị hôn nhân của Ngài đến từ chúng con và qua chúng con, có sẽ nhiều người được biết đến, Chúa ạ, và nhân họ sẽ nhận đến với họ sẽ nhận được những điều tuyệt vời đó, Chúa ạ. Cảm tạ Chúa. Chúa, con cầu nguyện cho cô Trang, Chúa ạ, ôi Chúa, động trạng tấm lòng của cô Trang, Chúa ạ, để cô Trang quay trở lại ăn năn với Ngài, Chúa ạ, về mục sư của chúng con, Chúa ạ, hai người sẽ cùng nhau thực hiện công việc của chúng một cách tuyệt vời nhất, Chúa ạ. Ngài nói rằng không có điều gì mà Ngài không làm được, Chúa ạ, và chúng con tin rằng Ngài rất là yêu cô Trang, Chúa ạ. Ngài muốn cô Trang nhận biết được lệnh Chúa Giêsu vẫn đập nát cái con đường vô của nát cái con đường những hiểu biết đó, Chúa ạ, con đập nát tất cả những lừa dối, tất cả cái điều mà con đập nát, thì những người mà được qua trường đào tạo của Ngài rồi, đã trải qua trường giáo sinh huấn luyện xưa rồi, thì phải trưởng thành mạnh và phải đi là những con người thực hiện và trở nên của sứ mạng, con người thực hiện công việc của Chúa, mà con người mang cảm tính của Chúa giống Ngài, Chúa ạ, trung tín trong mọi sự, Chúa ạ, ôi Chúa ơi, tha thứ mọi sự, yêu thương mọi sự, Chúa ạ, vâng phục Chúa mọi sự trong mọi sự, ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, ôi Chúa ơi, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu của Ngài tuyệt vời trên đời sống của cô Trang, Chúa ạ, và nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, Amen. Amen. Chúa, cảm ơn chị em. Chỉ có ba người có ba người thôi, một sự mấy cô chú bạn một sư bị thành robot rồi, một sư ở bên ở ngoài nhà mà chưa chắc chắn đã bạn yếu quá.
Không, kể người đến người kia bất kể là ai, kể cả người mới người cũ, cứ xét đoán người khác không chữa được mình. Nên để xét đoán, vì đến khi mình xét đoán họ thì cũng nên làm chính mình nữa, thì cũng là vậy. Thì chúng ta mà xét đoán mình, chúng ta lên án cả mình, xét đoán người khác, chúng ta lên án cả mình. Nhưng chúng ta nhớ là chúng ta lên án con người cũ thôi. Amen. Không lên án con người mới, con người mới không thể lên án được. Vì thế mà chúng ta khi lên án con người cũ ấy, là lên án cách nào, lên án cái công việc con người cũ. Không nên án cái người đấy. Amen. Amen. Nhưng mà cái điều này cần trong sự khôn ngoan, bởi vì nhiều kẻ họ không, nhiều kẻ đặc biệt trong gia đình, trong nhiều gia đình vợ chồng, nhưng người không biết được. Đầu tiên khi mà chúng ta nói về nên án những cái đấy thì phải dạy cho họ biết về mới cũ đã. Bằng không thì cái người mà được chúng ta xử trí đấy, được nên án, họ sẽ không hiểu và họ sẽ chống trả lại. Nên cần thiết phải nói cho hiểu làm chất của mình cũ cho hiểu, đó sẽ lên án có giá trị. Bởi vì khi chúng, bởi vì cũng như chúng ta thôi, khi chúng ta lên án con người cũ của mình ấy, là chúng ta cũng hiểu người mới người cũ là cái gì, thì chúng ta mới lên án con người cũ, thì chúng ta lại càng gây dựng thêm. Còn nếu mà không, chúng ta không hiểu con người mới người cũ đấy, thì mà chúng ta tự lên án mình ấy, thì đấy là sự giàn vặt mà quỷ nó tống một người đấy để người ấy tự phán xét mình, tự hành hạ mình. Vì ma quỷ nó cứ phán xét chỗ này, lúc nào thấy mặc cảm tự ti, lúc nào cũng thấy đau khổ, lúc nào thấy bị phạm tội, nên cái mặc cảm của ma quỷ nó muốn làm như thế. Nếu mà họ không biết phân biệt người mới cũ là sao cả, thì khi chúng ta biết phân biệt mới cũ ấy, thì khi mà có cảm giác phạm tội thì chúng ta biết ngay đấy là cảm giác đấy là cho con người cũ, dành cho con người cũ để mà thoát ra khỏi nó, để mà mình ăn năn, để mà trở lại với con người mới. Thì cũng vậy thôi, khi chúng ta trước khi làm điều đấy chúng ta phải nói chúng ta trước, và để cho người khác họ làm thì họ học cũng để họ biết điều đấy, để cho họ biết về người mới cũ. Tức là nếu người vợ chồng của mình nó cũng đức tin nữa, còn nếu mà người tin nữa, thì nói ngay như thế là thảm họa. Nếu chị cũng đức tin, chưa đức tin mà kể cho họ đó thì mới thảm họa, là họ không hiểu. Vì thế mà nếu mà chủ tìm những người chưa biết mới cũ đấy, thì phải nhấn mạnh vào chuyện họ và công việc của họ khác nhau với chính họ, và để khi mà phán xét cái công việc của họ đấy thì phải khen ngợi họ đã. Amen. Và tìm những công việc khác cho họ bằng cái nào, khen họ bằng tìm những công việc khác của họ đấy mà rất tốt để ngợi khen cái chuyện đó, sau đó mới dần đến cái công việc xấu. Là chúng ta đọc con lá thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các môn đồ đấy, đều như vậy cả. Họ đều là sứ đồ Phaolô đều phải khen ngợi anh em đó, tất cả công việc tốt của họ đấy đều được khen ngợi trước. Amen. Làm
con đã cầu nguyện nhanh, tôi đã cầu nguyện rồi. Câu nói rằng ai bền lòng tìm sự bình yên, con người mới đặt bền lòng làm việc lành, con người mới tìm sự bình yên tự tôn trọng sự chọn người chết thì được sự đời đời. Còn ai còn chống trả, không vô phục đại giặc mà không vô phục sự không của mình thì báo cho sự giận của thạch nộ. Cơn giận và thạch nộ này là cơn giận thạch nộ mang sự hủy diệt đó. Hoàn toàn sự khốn nạn khốn khó giá cho mọi người làm ác. Cho người Giuđa sống như Giuđa đẹp và sự hiện cũng tương tự như vậy. Cho làm lành trước cho người Giuđa sống làm ác. Tại sao? Thì người Giuđa được nghe về danh Đức Chúa Trời trước. Người Giuđa được gọi Đức Chúa trước. Người Giuđa được gần Đức Chúa trước. Thì sự phán xét khởi từ nhà sự phán xét khởi nhà Chúa đấy, từ những ai gần Đức Chúa Trời thì sẽ khởi cái gì? Cũng vậy thôi. Ngày không Chúa Trời ngày không làm việc với cái đó khác. Tất cả sự đều là cùng đều là thượng tôn luật pháp. Vì lời Chúa Trời cất cao tất cả mọi sự hơn cả danh của Ngài. Alo, chị em nghe rõ chưa? Rõ một sự đó. Cô lại chưa ai giấu trong tay Jesus Christ chúng ta ơn Chúa sự thương xót Ngài. Thiên đức là chúng con ngày chúng cầu nguyện gia đình cho bốn con trước từ trước sáng thế cho lòng nhân từ của Chúa vì kế hoạch của Ngài dành cho gia đình cho hôn nhân của mỗi chúng con đều có trước bốn sáng thế cho trong kế hoạch của Ngài trong với tiền định của Ngài cho mọi người đã biết trước trong mọi sự là sẽ cả và đây chúng con giống như con cả tôi vòng anh em chúng con trợ là giống như Squid và để trong hôn nhân chúng con cũng vậy thôi, tất cả mọi sự đấy cũng được giống như là hôn nhân của Chúa Squid với hội thánh đằng sau của Ngài cha trong tên Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa về mọi quan hệ con chúng con hôn nhân chúng con chưa nhân từ Chúa Cha Chúa Thánh Linh hôn nhân chúng con hôn nhân của người làm lành hôn nhân của người bền lòng làm sự lành hôn nhân của người bền lòng tìm sự vinh hiển sự tôn trọng hôn nhân của người tìm sự chẳng hề chết cho để được sống đời đời trong danh Jesus Christ hôn nhân của lòng nhân từ của lòng nhịn nhục của lòng khoan dung cho hôn nhân của lòng thương xót hôn nhân của sự kinh sợ Chúa Trời nhân thành Chúa Cha Chúa Thánh Linh và trong danh Jesus Christ hủy diệt tất thảy điều ác ta hủy hoại tất thảy sự khốn nạn khốn khó ta hủy lại tất thảy sự không phục vụ đại thật sự không phục sự không bình hủy hoại tất thảy sự cứng cỏi mọi sống ăn năn nhân danh Chúa Cha Chúa Thánh Linh ta hủy hoại tất thảy một điều giản này đó trong tất cả hôn nhân của chúng ta hôn nhân của ta và cha hôn nhân của các anh chị em ta của chị Hương anh Hậu của Phương Thùy của anh Trung chị của chị Bèm của một số Dũng tôi hủy hoại tất thảy mọi sự cũ kỹ bẩn thỉu xấu xa trong đó chúng con đã gọi Babylon đổ rồi thành để cho chó ma quỷ và nó đổ rồi hiện tại chưa xuất hiện đổ rồi để chúng bởi vì chúng ta đổ trong thành nội chơi trên nó trong một đồng chúng ngày nó sẽ bị chết những tai họa cốt khó sẽ ra trên nó và nó sẽ được thiếu mình đi được để chúa trời phán xét nó là chúa cơ lực và ngài làm sự phán xét của chúng ta tất thảy mọi liên minh bẩn thỉu của Babylon trong quan hệ của chúng ta đều bị hủy diệt trong đời chúa trời vì diệt bởi thần mà sự thạch nó không kiếm Chúa Trời vì Ngài nói rồi bất kể cái nào bất kể cái liên minh nào nó chống trả không vô phục đại thật nó không thì nó bị tạo cho sự giận của thạch nộ Chúa Trời trong danh Chúa Jesus có một sự suy yếu sự tuyệt vọng của con người cũ của chúng ta sự suy yếu sự tuyệt vọng của tất cả các liên minh con người cũ ở trong hôn nhân của chúng ta trong danh Chúa Trời chúng ta xin chắc ta có một sự chết Chúa Jesus Christ trên tất thảy những hôn nhân đó ta có một sự chết của Chúa Trời sự nhân đó trong mọi quan hệ của cha mẹ với con cái quan hệ của anh em chị em với nhau trong danh Chúa Cha Chúa Thánh Linh ta công bố luôn sự sống Chúa Trời sự sống lại của Ngài sự sống lại của Ngài trên tất cả các hôn nhân sự sống trong quyền phép Chúa Trời, sự phép sống trong sự vinh hiển, sự sống trong sự sang trọng, sự tôn kính, trong sự sống đời đời, trong sự nhận biết Chúa Trời, từ kính sợ Ngài trên tất thể hôn nhân chúng ta, nhưng mà vợ chồng, con cái, anh em, chị em với nhau, nhân danh Chúa Trời, chúng con thân mình, Chúa Giêsu. Hallelujah, con cảm tạ Chúa, con dài sự công bình của Ngài cho đến trên tất cả hôn nhân chúng con cho để tất cả anh chị chúng con mọi gia đình trong hội thánh trời thương này cho để mặc lấy sự công bình của Chúa để mặc lấy quyền phép của Ngài cho trong cuộc đời mới Chúa Ngài là Chúa dựng tạo dựng trời đất mới cho và Ngài vẫn tiếp tục làm công việc mới vì Ngài ưu thích cả việc mới cho Ngài là Chúa lạ lùng Ngài thương
Điện từ Chúa vua lơ sợ tất cả bởi lời cầu nguyện này ngày làm con chúng con Chúa để tay ngài dựng các tầng trời lên đất cho đang đúc tay của Chúa và lời Chúa đã phá để nhổ để đổ để diệt tôi Chúa tất thảy sự bẩn thỉu ô uế trong quả hôn nhân chúng con thôi Chúa và lời ngài cũng đã dựng để trong tất thảy những sự công bình những sự lẽ thật Chúa những sự kính sợ ngài Chúa những thánh khiết ở trong mọi hôn nhân chúng con Chúa trong tay Chúa Giêsu để Chúa Giêsu yêu con cũng giải tất cả những điều ngài mong muốn Chúa đến trên các cơ nghiệp chúng con Chúa, con gọi trên hôn nhân của các cơ nghiệp chúng con Chúa, trên Việt Nam, trên Lào, trên Campuchia, trên Thái Lan, trên Miến Điện, trên Indonesia, trên Malaysia, trên Philippines, trên Indonesia, Chúa ơi, trên Brunei, trên Đông Timor, trên Philippines, trên Trung Hoa, trên Pakistan, trên Ấn Độ Chúa, trong danh Chúa Christ, con ngợi khen Chúa, con ngợi khen Chúa Chúa, con mọi sự hiện Chúa dâng cho ngài. Amen. Thì được tiếng lời chuyện lo anh không đừng đừng lo anh đừng lo chưa chưa anh đừng lo chuyện này mà đừng lo xin cảm ơn sư cha bà hallelujah. Huyết huyết Chúa Giêsu bảo hộ tất cả chúng con trong danh Chúa con chúc phước thánh chị em chúng con mọi sự thương xót nhân từ của ngài phụ trên chúng ta chúng con Chúa ơi lòng nhân từ thương xót rất thật lớn Chúa Chúa ơi ngài biết tất cả sự yêu đuối chúng con và chúng con có thấy sự yêu đuối khốn nạn của người cũ mình Chúa con người cũ mình chưa nhận biết Chúa Chúa ngài lòng thương xót và chính lòng thương xót của ngài đến để ngài ban cho họ một lòng mới một con người mới Chúa ơi biết con người cũ con người không thể sống lại được con người không thể phục hồi được con người không thể làm tốt được Chúa con người chỉ phục cái sự phán xét cảnh nỗi trời mà thôi vì vậy mà ngài đã ban cho con người mới của chúng con Chúa ngài ban con người mới chúng con một lòng mới Chúa một thần mới chính ngài tạo dựng người mới thần mới đó Chúa ơi, và như vậy, như trong thanh suối con chúc phước Chúa đặc biệt hôn nhân của anh chị em chúng con, vô đó sẽ cả đặc biệt trong cơ nghiệp mới của ngài Chúa, đặc biệt những người trong cơ nghiệp của chúng con mà vẫn chưa nhận biết cơ nghiệp mới Chúa ơi, vô thì lòng nhân từ thương xót này bởi cánh tay quyền năng của Chúa còn đặt lên trên cơ hội nhân đó Chúa để tạo dựng những cơ nghiệp mới, tạo dựng cơ nghiệp mới trong lòng người chồng, tạo dựng cơ nghiệp mới trong lòng người vợ Chúa, vì ngài đã cho con lúc từ bàn tay của Chúa dựng như trời và đất Chúa ơi, vô đó sẽ cả đặc biệt ngài đã ban chúng con rằng, ban chúng ta dựng lại người tự hình ta tưởng ta đang quản trị của lời và chúng ta làm em việc với ngài cho tất cả các độ chúng làm với Chúa chúng làm với Chúa ô chúng làm với ngài cho vô đời sẽ chúng thán Chúa vì ngài cho chúng con ô được góp phần trong sự tạo dựng của ngài cho thật kỳ diệu cho vô đời sẽ cả đời tạo dựng được chính tính cách chúng con tạo dựng con người mới chúng con tạo dựng được khiến cho thần linh chúng con và linh hồn chúng con được kết hợp với nhau cho được sát hiệp với nhau cả thể xác nữa Chúa ơi ô chúng con ngợi khen cha hallelujah sẽ cả đời bà đời bây giờ chưa được những cơ nghiệp chúng con trải dài khắp châu Á, những cơ nghiệp chúng con trải dài tất thảy hôn nhân mọi gia đình người nam người nữ châu Á, Chúa trong thành Chúa Trời Thánh Linh, nguyện tất thảy nơi chúng con đi qua cho tất thảy khái niệm về vương quốc của Chúa Trời trong hôn nhân tự như chồng vợ nhau như đấng Christ với hội thánh như cha mẹ với con cái như thế Chúa cha và Chúa con Chúa được bền chặt một cái vị lệ như vậy hallelujah chọn cảm ơn Chúa vì tất cả gia đình chúng con đồng hồn nhất thể chúng con Chúa như thế Chúa cha trong Chúa con bởi đấng thánh linh yêu dấu con gọi tình yêu thương của ngài con gọi lòng thương xót ngài đầy ngập trên tất cả mọi người đầy ngập tất cả mọi người con cảm tạ cha bởi vì hiện đầu tục với ngài nhân danh Chúa Cha Chúa con với thánh linh amen 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 tạ ơn Chúa vậy nhớ Chúa ơn Chúa cho anh chị em.